Nếu quay lại cách đây vài trăm năm, bạn sẽ thấy một sự thật rất tàn nhẫn. Con người không chết vì thiếu công nghệ, mà chết vì thiếu đồ ăn. Ngày xưa thực phẩm có vòng đời rất ngắn. Thịt có hôm nay, ngày mai đã bốc mùi. Cá bắt buổi sáng, buổi chiều là ruồi bu. Rau hái xong vài ngày là úa, thối, nhớt. Không có tủ lạnh, không có chất bảo quản, không có điện. Mọi thứ đều phụ thuộc vào thời tiết, mùa màng và vận may. Người dân thường đã khổ, quân đội thì khổ gấp 10 lần. Một đạo quân có thể sở hữu vũ khí tốt, có tướng giỏi, có tinh thần cao, nhưng chỉ cần đứt nguồn lương thực, tất cả sụp đổ trong vài tuần. Lịch sử đầy rẫy những đội quân không thua vì đánh trận mà thua vì chết đói. Và chính từ nỗi ám ảnh đó, đồ ăn đóng hộp đã ra đời. Và đồ hộp bây giờ là một phần của cuộc sống. Đồ hộp bây giờ cũng là một phần của những scandal. Chiến tranh chính là cái nôi của đồ hộp. Cuối thế kỷ 18, châu Âu rung chuyển bởi chiến tranh liên miên. Nổi bật nhất là nước Pháp dưới thời Napoleon Bonaparte. Napoleon có tham vọng rất lớn. Ông muốn đánh khắp châu Âu, đưa quân đi xa hàng nghìn cây số, duy trì quân đội đông hàng trăm nghìn người. Nhưng ông gặp một bài toán đau đầu nhiều hơn cả chiến thuật. Đó là nuôi quân bằng cách nào. Thời đó thì thịt muối rất mặn, ăn lâu sẽ sinh bệnh. Bánh khô thì cứng như đá, lương khô thì ít dinh dưỡng. Quân đi càng xa, đồ ăn hỏng càng nhanh. Nhiều chiến dịch phải dừng lại không phải vì thua trận mà vì hết đồ ăn được. Năm 1795, Napoleon đã nghĩ ra một việc rất thực dụng. Ông trao thưởng 12.000 franc cho ai tìm ra cách bảo quản thực phẩm lâu dài. Không yêu cầu ngon, không yêu cầu sang trọng, chỉ cần ăn, no và không chết. Và một người đã giải được bài toán sinh tồn ấy. Người đàn ông này có tên là Nicolas Ampert. Một đầu bếp sống cả đời trong gian bếp của mình, quen tay nếm nồi canh hơn là cầm bút viết công trình khoa học. Ampert sống trong một thời đại mà con người hoàn toàn mù mờ về vi khuẩn. Không ai biết vì sao thức ăn lại hỏng. Chỉ biết một quy luật, hôm nay còn ăn được thì vài ngày sau rất dễ sẽ trở thành rác. Nhưng chính vì là người nấu ăn, Ampert có một thứ mà nhiều nhà khoa học lúc ấy không có: sự quan sát hàng ngày. Ông để ý rằng những món được nấu kỹ, đậy kín cẩn thận thường sẽ được bảo quản lâu hơn. Còn những nồi niêu hở miệng, tiếp xúc với không khí thì nhanh chóng bốc mùi. Từ suy nghĩ rất bản năng đó, Ampert đã bắt đầu thử nghiệm theo cách chẳng giống ai. Ông cho thịt, rau, súp vào chai thủy tinh, đậy kín bằng nút bần, rồi đặt cả cái chai vào nồi nước sôi, đun sôi trong nhiều giờ liền. Không có nhiệt kế, không có khái niệm về tiệt trùng, bởi vì làm gì có khái niệm về vi trùng. Không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở bên trong, chỉ có một niềm tin rằng nấu đủ lâu và đậy đủ kín thì đồ ăn sẽ không hỏng. Khi mở những chiếc chai ấy ra sau nhiều tháng, thậm chí là cả năm, kết quả đã khiến chính Ampert cũng choáng váng. Thức ăn vẫn ăn được, không mốc, không thối, không làm người ăn bị đau bụng hay ngộ độc. Với người đương thời đó là một phép màu, đồ ăn không còn bị thời gian giết chết nữa. Năm 1809, Ampert đã công bố phương pháp này và ngay lập tức đã được Napoleon trao thưởng. Bởi phát minh ấy giải quyết đúng nỗi ám ảnh lớn nhất của chiến tranh, nuôi quân dài ngày. Lần đầu tiên trong lịch sử, con người có thể giữ được thực phẩm cho tương lai, không phải lo hôm nay ăn gì và ngày mai thì chết đói. Từ một gian bếp rất bình thường của Ampert, cả thế giới bước vào kỷ nguyên đồ ăn đóng băng thời gian. Nhưng có một vấn đề đã nảy sinh, đó là lọ thủy tinh. Dù mang tính cách mạng, phương pháp của Ampert vẫn có những điểm yếu chết người. Lọ thủy tinh nặng, lọ thủy tinh dễ vỡ và nó không chịu được va đập, mang ra chiến trường vỡ như chơi. Người Anh đã nhanh chóng nhảy vào cuộc. Năm 1810, họ thay lọ thủy tinh bằng hộp kim loại, cụ thể là lon thiếc. Đây là một bước ngoặt thực sự. Ở lon kim loại thì không vỡ, xếp chồng lên nhau được, chịu được khoảng cách vận chuyển xa, đi biển, đi sa mạc, đi chiến trường đều ổn. Nhưng có một chi tiết nghe rất buồn cười. Những cái lon đầu tiên dày đến mức phải dùng búa và đục để mở. Dao mở hộp thì phải mất nửa thế kỷ sau mới được phát minh. Tức là có đồ hộp trước và có đồ hộp dùng cho quân đội nhưng chưa có cách mở tiện lợi. Và lịch sử đúng là không đi theo thứ tự hợp lý như trong sách giáo khoa. Cũng phải nói rằng, ở thế kỷ 19 thì con người mới thực sự hiểu ra phương pháp bảo quản của Ampert tại sao hiệu quả. Dù trước đó, đồ hộp đã được sản xuất và sử dụng rộng rãi, nhưng tất cả chỉ dựa trên kinh nghiệm, thử, sai, chứ không ai biết cơ chế vận hành ra sao để thức ăn không bị hỏng trong đồ hộp. Người đã phát hiện khoa học và đưa câu chuyện này từ phòng thí nghiệm ra là Louis Pasteur. Trước Pasteur, phần lớn mọi người tin rằng thực phẩm hỏng là do khí độc, do thời tiết hoặc do một thứ gì đó mơ hồ ở trong không khí. Khái niệm về vi khuẩn gần như chưa từng tồn tại trong nhận thức. Pasteur chứng minh rằng xung quanh chúng ta lúc nào cũng có vô số vi khuẩn cực nhỏ tồn tại trong không khí, trong nước, trên tay người và trên bề mặt dụng cụ nấu nướng. Chính những sinh vật vô hình này mới là nguyên nhân thực sự khiến đồ ăn lên men, thối rữa và gây bệnh cho con người.
từ các thí nghiệm của mình, Pasteur chỉ ra một nguyên lý then chốt. Đun nóng đủ lâu sẽ tiêu diệt vi sinh vật. Khi nhiệt độ tăng cao, vi khuẩn không thể sống sót và thực phẩm tạm thời trở nên sạch khỏi các tác nhân gây hỏng. Nhưng chỉ đun nóng thôi là chưa đủ. Pasteur tiếp tục chứng minh rằng nếu sau khi đun, thực phẩm vẫn tiếp xúc với không khí thì vi khuẩn mới sẽ nhanh chóng xâm nhập trở lại. Vì vậy, phải đóng kín môi trường bảo quản. Đó là bước bắt buộc để ngăn vi sinh vật quay trở lại từ không khí bên ngoài. Từ đây, nguyên lý của đồ hộp được giải thích một cách rõ ràng và logic. Nhiệt độ cao để giết vi khuẩn, môi trường kín để không cho vi khuẩn mới lọt vào. Hai yếu tố này kết hợp với nhau khiến thực phẩm có thể bảo quản rất lâu mà không bị hỏng. Và điều thú vị nằm ở chỗ, Pasteur đưa ra lời giải khoa học này, thì đồ hộp đã tồn tại trước đó hàng chục năm. Nói cách khác, con người đã vô tình làm đúng khoa học bằng kinh nghiệm và bản năng của mình, còn khoa học chỉ đến sau để giải thích vì sao cách làm ấy lại đúng đến như vậy. Đó là một quá trình ngược đời. Còn ngày nay, đồ hộp được tạo ra như thế nào? Ngày nay, nhà máy đồ hộp trông rất hiện đại, nhưng bản chất thì vẫn y nguyên từ 200 năm trước. Quy trình cơ bản sẽ gồm 6 bước. Bước 1 là chọn nguyên liệu, đó là thịt, cá, rau, củ phải rất tươi. Đồ hộp kém không phải vì để lâu, mà vì nguyên liệu ban đầu rất dở. Sau bước 1 thì đến bước 2, đó là xử lý sơ, rửa sạch, cắt, nấu sơ để giảm vi khuẩn. Bước 3 thì cho vào lon, thêm nước, dầu, sốt, muối tùy loại và tạo ra môi trường ổn định. Bước 4 sẽ loại bỏ oxy, vi khuẩn sẽ không có không khí để thở. Và bước 5 sẽ tiệt trùng áp suất cao, nhiệt độ khoảng từ 115 cho đến 130 độ C, kéo dài đủ lâu để diệt sạch vi khuẩn. Bước 6, bước cuối cùng là làm nguội, rán nhãn và xuất kho. Một lon cá, một lon thịt bạn ăn ngày hôm nay có thể được sản xuất từ một vài năm trước. Và đồ hộp đã nuôi cả thế giới. Nếu không có đồ hộp thì hải quân không thể đi biển dài ngày, thám hiểm không thể vượt đại dương, thành phố lớn không thể tích trữ lương thực và chiến tranh hiện đại không tồn tại. Trong thế chiến, đồ hộp đã nuôi sống hàng triệu binh sĩ, đồ hộp cũng giúp dân thường vượt qua những phong tỏa và đói kém. Trong thời bình, đồ hộp giúp đô thị hóa, giúp dự trữ quốc gia, giúp cứu trợ thiên tai. Đồ hộp nó không đẹp, không hào nhoáng, nhưng nó chính là xương sống thầm lặng của thế giới hiện đại. Nhưng đồ hộp thì ăn không bao giờ ngon và sướng như đồ tươi. Đó là điều hiển nhiên. Đồ hộp gần như không bao giờ ngon bằng đồ tươi, và điều này không phải là do nhà sản xuất làm ẩu, mà là cái giá phải trả của việc bảo quản lâu dài. Trước hết là hương vị. Khi làm đồ hộp, thực phẩm phải trải qua quá trình đun ở nhiệt độ rất cao trong thời gian dài. Nhiệt độ này đủ để giết sạch vi khuẩn, nhưng đồng thời cũng phá vỡ nhiều hợp chất tạo mùi thơm tự nhiên. Những mùi tươi mà bạn cảm nhận được khi thịt vừa chín tới, khi cá vừa lao ra khỏi chảo, hay khi rau vừa hái, tất cả đều rất nhạy cảm với nhiệt. Khi bị đun lâu, chúng bay hơi hoặc biến đổi, khiến đồ hộp có vị tròn trịa nhưng thiếu điểm nhấn, ăn cảm giác nó không sướng. Tiếp theo đó là kết cấu. Đồ tươi ngon một phần nhờ độ đàn hồi, độ giòn hay là độ mọng nước. Trong đồ hộp, cấu trúc này gần như hy sinh hoàn toàn. Nhiệt độ cao và thời gian dài làm các sợi protein trong thịt bị phá vỡ, rau củ mềm nhũn, cá thì dễ nát. Vì thế bạn luôn có cảm giác đồ hộp mềm quá, bở quá, ăn không khoái như đồ vừa nấu xong. Một yếu tố nữa ít người để ý đó là vitamin và vi chất. Nhiều loại vitamin, đặc biệt là vitamin nhóm B và C, rất kém chịu nhiệt. Khi đun kéo dài, chúng bị phân hủy đáng kể. Điều này không khiến đồ hộp trở nên vô bổ, nhưng rõ ràng là nó không còn giữ được độ tươi mới về mặt dinh dưỡng như thực phẩm vừa chế biến. Tuy nhiên, nếu nhìn ở góc độ sinh tồn, đồ hộp chấp nhận đánh đổi vị giác để đổi lấy sự an toàn. Nhờ bị đun kỹ và đóng kín, đồ hộp cực kỳ ổn định, ít rủi ro ngộ độc và có thể để hàng năm mà không cần tủ lạnh. Nó bền, dễ vận chuyển, giá thành rẻ và phù hợp với việc nuôi sống số đông, từ quân đội, thủy thủ, người dân thành phố cho đến những vùng thiên tai. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.